nhường sếp không được rồi. Phải xin nữa. Ủi hai thanh niên rồi luôn. Vãi đụng ngừ luôn rồi. Đó giờ tới công ty rồi mà bây giờ vô không được anh đẹp khổ vãi các bạn. Rồi lên luôn, lên luôn, lên lề đậu luôn đi cho chắc ăn. Đó giờ lên lề đậu đi rồi khi nào mà chúng ta ta cho mình vô mới vô được các bạn. Giờ đậu đỡ ở đây đi. Đó xe hai chiếc kia nó vẫn còn đang đậu, nó đang đợi đường ra nữa kìa. Khổ tôi nữa rồi. Ok, và xin mời tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, nên là chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 các bạn. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái mẫu xe mới các bạn. Thì đây là chiếc Genlong các bạn. Đó, đây là con xe tải Genlong. Đó, thì con này hồi trước mình đã có quay một lần rồi, nhưng mà cái thùng này rất là xấu. Còn cái thùng này nó được edit là rất là giống với cái thùng ở Việt Nam ta rồi các bạn. Thì cái edit này là do Phạm Vũ nó đã thiết kế cho mình. Đó, quá đẹp luôn. Đó, cho các bạn xem phía trước đó nè. Thì đây là cái đầu xe, chúng ta sẽ có một cái logo ở đây. Và cái biển số này là biển số Việt Nam đó các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi ra phía sau mà coi. Đây là phía sau xe nè. Đây, phía sau vẫn có một cái biển số luôn nha các bạn. Vẫn có một cái biển số sau xe này luôn. Cũng rất là giống cái biển số Việt Nam chúng ta. Đấy, đây là với ngoại thất của chiếc xe thôi. Đây là cái thùng của nó nè. Thùng nó nè. Đó, thì cái thùng hiện tại thì nó trống trơn nè. Thì các bạn nào muốn mình dùng cái chiếc này là vận chuyển cái gì đó và bỏ vô cái thùng này thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết. Thì tập sau mình sẽ lấy cái hàng mà mình bỏ lên trên cái thùng này mình chở cho các bạn xem trong cái tập tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ xem thử cái cabin của xe này như thế nào nha. Ok. Ok, thì đầu tiên chúng ta mới vào xe chúng ta đã thấy được cái vô lăng có cái logo Genlong ở đây rồi. Nhưng mà mình thấy hình như cái nội thất này là không phải cái nội thất của Genlong mà cái nội thất của xe nào á. Là nhìn rất là xịn các bạn. Genlong mà xe Trung Quốc mình nghĩ nó không có xịn như thế này đâu. Ok thôi, cũng không còn vo gì nhiều. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đi về một cái công ty để mình lấy hàng các bạn. Hiện tại là đang đậu ở một cái cây xăng của Petrolimex gì nè. Mình gửi xe, thường gửi xe đây các bạn. Nhà không có bến xe nên phải gửi đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi về cái công ty kia nó mướn mình chở hàng. Đó, thì các bạn nào muốn mình chở cái gì thì bạn hãy comment phía dưới, mình sẽ chở cho các bạn xem. Ok, thì giờ mình đi về cái công ty đó trước cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ nhanh ra các bạn, mình phải nhanh trái ra. Nhường đường cái đi mấy bồ ơi. Xin đường đi. Ok, nó nhường rồi. Rồi. Rồi mình đi ra luôn nha các bạn. Đấy. Ok, rồi tắt này nhanh nào. Đó. Quá tuyệt vời. Thì cái xe này mình đã chạy một lần rồi thì chắc mình nghĩ nó cũng không có gì thay đổi, chỉ có thay đổi cái thùng phía sau nó đẹp hơn tí thôi. Đó. Thì cái thùng phía sau nó vẫn bỏ cái hàng vào được các bạn. Mà mình hiện tại vẫn chưa biết bỏ cái gì vào. Mình để cho các bạn có thể là yêu cầu luôn, nên các bạn nào muốn bỏ cái hàng gì vào cái thùng đó thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like, và bạn nào chưa đăng ký cho kênh của mình thì các bạn có thể ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhanh chóng đạt được 100.000 subscriber nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục hành trình nào. Đấy, như vậy là con đường của chúng ta hôm nay đi về nó cũng khá là nhiều xe các bạn. Đó, rất là nhiều xe luôn á. Đây là con đường đi về quê các bạn, hồi nãy là ở trên thành phố. Giờ tập đầu đi về lại quê. Sẽ có một cái công ty chỗ đó, có rất là nhiều hàng, ví dụ như là bia nè các bạn. Bia nè, rồi nói chung là nhiều lắm, mình không biết. Thì các bạn muốn chở cái gì thì các bạn hãy comment dưới, mình sẽ bỏ hàng đó lên. Đó, mình coi nó. Bỏ hàng lên thì nó sẽ tuyệt vời hơn đúng không? Hôm nào tôi lấy chiếc này tôi chở heo thử nó có lạ hơn không. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái thành phố hay cái huyện gì, coi thấy đường bự quá trời bự nè. Wow, đẹp quá.
Đấy, có một cái cửa hàng của Taco Trường Hải kìa các bạn. Đó, hôm nào mình mua xe Taco, mình sẽ ghé đó, mình mua một chiếc Taco Trường Hải, mình quay clip cho các bạn xem. Đó, bao giờ qua dữ. Ok, đường hôm nay nó cũng không xa và nó cũng không có gần các bạn, nhưng mà mình đi tranh thủ mình đi sớm đến cái công ty để cho các bạn xem cái công ty đó. Đó, quá trời đông xe luôn. Bây giờ tìm cách nào để vượt mặt mấy chiếc này đây. Hơi bị đông xe luôn á. Xe đổ về cũng đông mà xe mình đi, xe đường mà cùng chiều với mình nó cũng đông nữa. Khó khăn thiệt. Wow, hình như xe phía trước của mình nó chở gỗ quá vậy các bạn. Một chiếc đầu kéo container nó đang vận chuyển gỗ. Ô, hình như mình bắt đầu ra ngoại ô rồi đó các bạn. Chắc mình phải vượt bên phải thôi, chứ bên trái không thể nào vượt được rồi. Mình tranh thủ vượt qua cái đoạn xe này, mình đi cho nó nhanh hơn một tí, để không hay là đi sau lưng đoạn xe nó sẽ chạy chậm các bạn. Ây ơi, trời ơi, lạng sát lề luôn, ghê thiệt. Ok, không thấy luôn, đi qua cái cây xăng đó, nó có một cái con lươn ở ngoài á, xém dính trưởng. Cuối cùng vẫn không vượt được qua cái thằng container chở gỗ đó các bạn. Vãi đi, mình tìm cái đoạn nào chậm chậm mình sẽ vượt nó luôn. Đây, đoạn này của mình sẽ vượt bên phải nha các bạn. Đúng cái là chúng ta vượt xe chúng ta phải vượt bên trái, nhưng mà cái xe nó đổ về rất là đông các bạn, nên mình phải bắt buộc phải vượt bên phải thôi. Đây là trường hợp nguy cấp các bạn. Ok, chúng ta chuẩn bị rẽ bên trái để chúng ta bắt đầu về một cái con đường khác. Như bị kẹt xe rồi. Hai thằng xe khách nó giành đường nhau cái gì vậy? Đó, mình phải tranh thủ vượt các bạn, chứ đợi rất là lâu. Wow, một chiếc xe mô tô mặc áo tôi yêu Việt Nam gì nữa kìa. Quá dữ. Rồi, quẹt thằng nào rồi. Ok, mình sẽ tranh thủ qua luôn. Ok, tuyệt vời. Đó, thấy như vậy chúng ta đã vượt qua được cái ngã ba. Các bạn thấy nó kẹt dữ không? Tôi mà đứng đợi là chắc cả nửa tiếng mới có thể đi qua được cái đoạn đó. Khổ lắm các bạn. Đó, bắt đầu là đi qua một cái con đường vùng quê hay gì đó các bạn. Bên hai bên đường là nó trồng cây trái gì tùa lưa hết trơn á. Quá dữ. Hai bên đường là trồng rất là nhiều cây luôn kìa. Wow, đẹp quá. Xe khách đổ về cũng rất là nhiều luôn các bạn. Đó, ruộng nữa kìa các bạn. Quá giống Việt Nam của chúng ta luôn chứ còn gì nữa. Ruộng rồi cây rồi lưa hết. Mấy cái con đường mà làm quê của Việt Nam chúng ta là y chang như vậy đấy các bạn. Quá đẹp. Lại gặp một đoàn xe nữa rồi, mình phải tìm cách mình vượt nó tiếp tục thôi các bạn. Ví dụ mà nó chạy một chiếc một thì mình vượt còn rất là dễ, nhưng mà nó chạy một liên tục ba chiếc như vậy thì mình vượt rất là khó các bạn. Bây giờ là không biết cách nào để vượt nó luôn á. Mình xin vượt nó cũng méo cho mình vượt luôn. Ủa này ghê thì. Cho vượt cái coi mấy cha. Không cho vượt là không phải không. Khổ kha, khổ thân cho tôi quá đi mà. Xe đông quá nó cũng không có vượt cho vượt các bạn. Nó cũng muốn đi lẹ mà cái thằng container phía trước mình á, nó chạy quá chậm luôn. Nó chạy hơi bị chậm nên tốc độ nó chạy có khoảng gần 70 km/h thôi.
Nhưng nếu mà đưa mấy thằng xe con này nó sẽ chạy nhanh hơn. Container thì nó phải chạy chậm rồi. Mấy con đường nhỏ này thì container nó cũng ngán chạy lắm các bạn. Nó phải chạy từ từ để cho chắc ăn. Chắc là nguy hiểm chứ không phải là. Mấy ông mà nhiều khi có mấy ông xem clip tôi mà kêu tôi chạy xe khách mà chạy nhanh lên tí, chạy gì chậm quá các bạn cũng. Chạy nó cũng ta phải cẩn thận các bạn, an toàn nữa các bạn, chứ không phải là muốn chạy như vậy là chạy. Mặc dù là game chúng ta phải chơi cho đúng lực. Tại vì hồi trước mình có chơi một số chiếc mình chạy cái kiểu ẩu á đó, cho các bạn xem cho nó vui nhộn tí, thì mình lại bị các bạn chữ là mình chạy ẩu, chạy ngu gì tùm lum hết. Nên thôi, mình sẽ cố gắng chạy đàng hoàng cho các bạn xem. Nói chung người ý này người ý nọ mình cũng không chấp nhất được. Thôi mình sẽ cố gắng chạy cẩn thận đến cho các bạn xem. Bây giờ mấy thằng này không cho mình vượt là không các bạn. Vãi đó thiệt. Chán mấy đứa này thiệt. Cho nó chạy xa tí rồi mình đi sau lưng đó. Chạy phía trước còn một đòn nữa kìa, nó phải ít đâu. Hơi bị nhiều luôn á. Xe đổ về cũng khá bị đông, khá đông. Ok, chúng ta chuẩn bị đến một cái ngã ba các bạn. Ngã ba này chắc mình sẽ rẽ bên trái luôn. Đây, ghé qua đây. Đi thẳng cũng được các bạn, mà sao mình ghé trái đi. Ủa ghé phải chứ lộn má. Phải đi. Ghé phải nó ghé trái. Kinh điển tôi thiệt. Đó, đường rất là đẹp các bạn. Hai bên là nhà các kiểu rồi. Vô đây là mình được chạy mình lên thì rất là sướng, không có còn xe nào nó cản đường trước mặt mình nữa các bạn. Chạy mình lên thì nó sướng lắm, chạy muốn chạy tốc độ bao nhiêu chạy. Nhưng mà các bạn phải chạy cẩn thận, chứ không phải là chạy tốc độ nhanh các bạn, mình lạng lách đến võng được các kiểu. Công an nó còng đầu về hết các bạn. Đó. Cuộn đi các bạn, đa số là đây là cái vùng quê mà các bạn nên. Người ta trồng lúa rất là nhiều, người ta đi dài đường người ta gặp ruộng là chuyện bình thường thôi. Trước mình hiện tại là một con đầu kéo nó đang vận chuyển cái ống cống mà vậy các bạn. Với lại một chiếc xe gì mình cũng sao đó mình không thấy rõ, mình nhìn nó giống Mazda. Không phải các bạn ơi, đây là một chiếc xe của nước ngoài các bạn. Không biết mình biết cái tên đó mà mình không biết đọc như thế nào. Thôi cạo nó đi. Đó, hai bên đường ruộng gì nhóc ở trên này các bạn, xa mít đằng kia luôn á, chứ không phải gần đâu các bạn. Hay gì cho nó rất là xa các bạn. Trên ruộng nó có mấy cái nhà, mấy cái tum nhỏ nhỏ nữa kìa, để mấy người nông dân người ta chứ chưa người ta vô người ta nghỉ mệt được các bạn. Đấy. Không có cách nào vượt cái tụi này luôn. Bó tay chấm cơm. Bây giờ chỉ còn một cách là nếu mà có cái ngã ba giống hồi nãy mình mới có thể là vượt nó thôi, chứ không có cách nào để vượt tụi này hết. Khó khăn đấy. Nó không cho mình vượt các bạn ơi. Bây giờ nếu mà muốn vượt là phải lách qua bên phải các bạn, nhưng mà hiện tại bên làng bên phải của chúng ta đường đất không à. Nếu mà đi qua đó nó cũng hơi bị nhồi á. Chắc là nguy hiểm. Đường gù ghê vậy các bạn. Wow, cái đoạn này sao mà nó làm thêm được cái len ở ngoài kia nó rất là đẹp các bạn.
mình chạy cặp bờ ruộng luôn các bạn thấy không, người ta xây cái len đó để an toàn cho chúng ta. Đếm thôi là chạy bay mẹ xuống ruộng luôn đấy. Qua cái đoạn này nó có thêm một cái dãy hành lang ở bên kia cái đường kế vực thẳm các bạn. Không phải là vực thẳm, không phải là nó sâu lắm, nhưng mà nó làm cái hành lang như vậy rất là an toàn các bạn. À như bên này nè, thì cái khúc này là nó có một cái hồ nước gì nè. Đó, một cái hồ nước rất là đẹp. Nó làm một cái lan can như thế này là bảo vệ an toàn cho những người tài xế của chúng ta. Đó. Ví dụ mà lái xe mà có xin rượu quá nó cũng không có bay xuống dưới đó. Ô sao phía trước cái đoàn xe đông vậy? Cái đoàn đi đâu vậy? Từ vô lề mãi nó luôn rồi. Rồi. Rồi ok, tiếp tục nào. Một cái cua hết sức là đặc sắc luôn. Như vậy chúng ta đã qua được cái cua đó rồi. Đường này các bạn chạy rất là sướng các bạn, tại vì nó nhỏ thôi, chứ không phải như mình những cái đường cao tốc mà chúng ta chạy trong những cái map kia. Cái map này nó cái đường nó rất là giống ở Việt Nam chúng ta. Đó, các bạn nhìn cái map này các bạn có thể là, nếu các bạn đoán được ở đâu thì các bạn hãy comment phía dưới Việt Nam, ở dưới comment cho mình. Nó là một trong những cái tỉnh của Việt Nam chúng ta, các bạn hãy đoán đi nào. Comment cho mình biết là ở đây mình đang chạy là cái địa điểm nào các bạn. Quá đẹp luôn. Cái map đã đẹp và thêm cái xe đẹp nữa, banh chành thiệt. Rồi cho mình vượt nó thôi. Tranh thủ vượt bên phải thôi. Không còn cách nào hết. Cái lane bên trái nó đang là lane liền đó các bạn. Chúng ta không thể nào mà vượt bên trái bằng cái lane đó được. Có thể bị phạt bất cứ lúc nào. Nên thôi, nếu vượt được bên phải thì cứ vượt, mà chỉ là trong game thôi nha các bạn, không nên vượt bên phải ở ngoài đời, rất là nguy hiểm. Trong game mình vượt bên nào cũng được, mà tốt nhất các bạn nếu mà vượt được bên trái thì các bạn nên vượt bên trái, nó sẽ an toàn hơn. Wow, xe được nhiều thiệt. Chỗ này vượt không được không ta? Nếu vượt được thì mình cứ vượt, không sao cả. Ok, đây là một cái chạm xăng của Petrolimex luôn nè các bạn. Có quảng cáo máy bay Vietnam Airlines gì nữa kìa. Bên này như một cái chạm xe, một cái chạm dừng bên này. Chạm dừng bên phải chúng ta vừa đi qua đấy. Có một cái chạm dừng. Bắn sau lưng ba thằng này trời, không vượt lên được nó luôn, khổ thiệt. Khổ thân cho tôi ghê. Bao cái đoạn này nó làm hàng rào bằng cây đâu các bạn. Đây là hàng rào nó làm chắc sơ sài thôi, làm cho có để bảo vệ cái ranh giới nên ta trồng trọt được cái kiểu thôi, chứ không phải là hàng rào cố định. Đoạn này như chấm chấm cái này để mình tìm cách mình vượt nó lên nào.
mình coi chỗ nào chấm hơn mình sẽ vượt. Ồ, xe đậu nhiều vãi. Đây là có một cái chợ cho nhỏ gì nữa nè. Xe đậu nhiều quá nên chúng ta không chắc không vượt được khúc này đâu. Vẫn chiều chạy sao qua ba đứa đó thôi. Lúc nào cái thằng xe tải nó cũng chạy đậu hết, tại vì nó chạy chậm mà, nên cái nguyên cái dãy xe phía sau đó là nó phải chạy chậm theo. Đó. Thằng container nó chạy lúc nào cũng phải chậm mới nhận các bạn. Rồi vượt được chưa? Có một cái đèn nữa nè. Không được các bạn ơi, khó quá. Tại cái đường nó cua nhiều quá chứ, mà nếu mà cái đường nó thẳng chúng ta vượt rất là dễ. Cua chúng ta không có thể nhìn được những cái chướng ngại vật ở phía trước chúng ta. Rất là khó. Ok, chúng ta đã bắt gặp được một lá cờ của Việt Nam của chúng ta kìa các bạn. Đó, đây là một cái công ty Kumho Samco vậy nè. Thì cái chiếc xe Samco thì sắp tới nó sẽ được ra mắt, thì mình sẽ quay clip cho các bạn xem. Còn hiện tại nó chưa có ra mắt nên con đó mình chưa có quay được. Rất là nhiều bạn yêu cầu rồi. Samco nè, đây là một chiếc nè, nó về bến kìa. Kumho Samco đó các bạn. Có người đi ngoài đường nữa kìa các bạn, rất là chân thật luôn á. Không vượt được chỗ này tức quá ta. Nhưng mà mình cũng gần đến được cái công ty rồi, nên có chạy sau lưng nó cũng không sao. Còn này nó chống chống được một tí nè các bạn, nhưng mà chúng ta cũng đã gần đến được cái công ty rồi. Đó, xe lưu thông bây giờ nó cũng tương đối lại rồi, không có nhiều nữa. Chúng ta tranh thủ đi về công ty lẹ lẹ, chúng ta lấy hàng ta còn đi giao cho người ta nữa. Đường gì nó nhỏ xíu, mà phải cái đường này nó được hai làn các bạn, thì chúng ta sẽ đi còn nhanh hơn nữa. Đường này nó chỉ có một làn thôi, chúng ta phải đi từ từ. Một làn thì chúng ta phải chờ xe phía trước có đi rồi chúng ta mới đi được chiếc xe phía sau. Ồ, có quảng cáo của Taco Trường Hải nữa. Quảng cáo nhiều vãi. Lại gặp một chiếc container đầu kéo đang vận chuyển gỗ đó các bạn, nó làm tắc nghẽn giao thông hết. Khỏi mấy chiếc này quá. Vượt luôn. Kẹt xe đây rồi hả? Ok. Từ từ, tôi đang bị mắc kẹt. Rồi. Tới công ty của mình rồi các bạn, hình như tới rồi. Nhưng bị đang bị kẹt xe các bạn. Tại cái chỗ đó là xe ra vào có thường xuyên, rồi công nhân này nọ rồi người ta vẫn ra vào, nên bị kẹt cái đoạn này rồi. Em đi ra ngoài cho các bạn xem. Ồ, xe tôi nó chá nắng như vậy. Đó, công nhân ta ra vào thường xuyên các bạn, nên xe phải lưu thông qua từ từ. Hiện tại là đang giờ nghỉ trưa các bạn, nên công nhân người ta ra vào rất là nhiều. Tranh thủ đi các bạn ơi. Đợi như là chết tôi luôn rồi. Cho nó chạy trước mình đi các bạn. Chứ mà bò như là đạp mệt lắm. Ngay cái dốc nữa. Đó. Công nhân ta đi qua bên này bên kia từ lưa hết. Tranh thủ.
Ok, giờ mình tìm cách mình vào cái đó. Số xe đậu nhiều với ta, coi chỗ đó mình vào ta. Từ từ, hai chiếc xe kia nó cũng đang bị kẹt các bạn, nó không còn đường nó vào luôn. Thì chắc mình phải đậu, ở ngoài trước cái đó mình đợi. Ôi kẹt nhiều vậy. Dính. Không sao, vào tới luôn. Nhường xếp không được rồi. Khổ vậy. Xếp nữa. Ủi hai thanh niên rồi luôn. Vãi đụng ngừ luôn rồi. Đó. Giờ tới công ty rồi mà bây giờ vô không được. Anh này khổ vãi các bạn. Rồi lên luôn. Lên lề đậu luôn đi cho chắc ăn. Đó. Giờ lên lề đậu đi. Rồi khi nào mà chúng ta, ta cho mình vô mình mới vô được các bạn. Giờ đậu đỡ ở đây đi. Đó. Xe hai chiếc kia nó vẫn còn đang đậu. Nó đang đợi đường ra nữa kìa. Khổ tôi nữa rồi. Để đậu xích lên xíu. Rồi đậu đại đi, đỡ đi đi các bạn. Ok rồi, tắt máy nào. Đó. Ok, như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái chuyến xe từ tuốt ở dưới kia. Từ tuốt ở dưới cái cây xăng ở dưới kia thì mình cũng đã lên được trên cái công ty này rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn không có cách nào để vô cái cửa nó hết. Hai chiếc xe nó đang đậu, nó đợi cái gì vậy đó, tôi cũng chả biết nữa. Chúng ta đợi một tí thì cũng hỏi tôi vào. Và chúng ta sẽ vận chuyển cái hàng đó từ trong cái tập 2 tiếp theo của chúng ta. Thì các bạn nào muốn mình vận chuyển cái hàng hóa gì thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết. Mình sẽ bỏ hàng hóa nó vào thùng này nè. Đó, thì mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo các bạn xem bằng cái chiếc xe này nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.